Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với một thủ thuật nữa trên điện thoại Android, đó là cách kiểm tra và xử lý khi mạng 3G trên điện thoại bị yếu hoặc là mất đi. Thì khi sử dụng các dịch vụ mạng 3G, 4G thì các bạn thường hay gặp phải tình trạng sóng yếu hoặc là bị mất. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra và xử lý khi mạng 3G, 4G trên điện thoại Android bị yếu. Thì đầu tiên là bạn nên kiểm tra dịch vụ data trên SIM vẫn còn hoạt động hay không. Thì mạng di động bị mất hoặc là yếu đột ngột có thể là do dung lượng đăng ký của bạn đã hết. Thì bạn cần kiểm tra lại dung lượng trên thiết bị của mình. Nếu hết thì bạn nên đăng ký để thêm dung lượng và có thể tiếp tục sử dụng nha. Thì mỗi nhà mạng nó có cách kiểm tra dịch vụ data khác nhau, thì mình sẽ làm một video hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra dung lượng 3G, 4G trên điện thoại riêng nha. Thứ hai là các bạn nên kiểm tra các cài đặt liên quan. Thì trường hợp mạng 3G, 4G bị yếu hoặc là mất thường có khả năng là do bạn đã chỉnh sửa các cài đặt không đúng, khiến nhà mạng không được bật lên. Thì bạn có thể kiểm tra các cài đặt sau đây. Thì đầu tiên bạn kiểm tra xem bạn có đang bật chế độ máy bay hay không. Nếu điện thoại của bạn đang bật chế độ máy bay thì máy sẽ tắt tất cả các dịch vụ trên SIM, bao gồm các cuộc gọi, nhắn tin và chế độ mạng 3G, 4G. Vì vậy bạn cần phải tắt chế độ này đi để có thể sử dụng được mạng. Thì từ màn hình điện thoại bạn vuốt xuống. Nếu mà chế độ trên máy bay đang được bật lên như thế này á, thì bạn nên tắt nó đi. Cài đặt thứ hai mà bạn cần phải được bật lên đó là dữ liệu di động. Bạn xem cái chế độ dữ liệu di động của bạn đã được bật lên chưa. Từ trên màn hình điện thoại bạn vuốt xuống. Thì nếu mà chế độ dữ liệu đang được tắt như thế này thì các bạn nên bật lên để mở chế độ 3G, 4G nha. Bật lên. Điều thứ ba là bạn nên tắt đăng nhập mạng Wi-Fi. Thì nếu bạn đang mở chế độ đăng nhập mạng Wi-Fi thì thiết bị sẽ ưu tiên nhận mạng Wi-Fi để sử dụng. Điều đó khiến cho việc sử dụng mạng của bạn bị yếu nếu Wi-Fi không ổn định. Thì để tắt chế độ đăng nhập mạng Wi-Fi thì từ trên màn hình bạn vuốt xuống. Sau đó bạn tắt cái biểu tượng đăng nhập Wi-Fi đây, thì mình sẽ bấm vào để tắt. Thứ tư là bạn cần bật chế độ tự động kết nối trên mạng di động. Thì việc bật chế độ tự động kết nối các mạng di động để không bị giới hạn khi mở mạng 3G, 4G thì các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn vào phần cài đặt. Sau đó bạn tìm đến cái phần các mạng di động. Thì trên mỗi dòng điện thoại Android khác nhau sẽ có phần truy cập vào khác nhau. Nhưng mà các bạn cứ tìm đến cái phần các mạng di động. Thì mình trên điện thoại của mình thì mình sẽ về phần khác. Sau đó các bạn bấm vào mạng di động. Thì trong phần mạng di động này các bạn chọn vào chế độ mạng. Thì như các bạn có thể thấy thì trên điện thoại của mình đang chỉ có để chế độ mạng là GSM. Thì các bạn nên chọn vào cái phần mà GSM rồi LTE tự động để có thể bật được 3G, 4G tự động nha. Các bạn chọn vào. Thì như vậy là chế độ tự động kết nối 3G, 4G đã được bật lên. Nguyên nhân thứ ba là có khi bạn đứng trong phòng kính quá lâu nên việc tiếp nhận mạng di động 3G, 4G gặp trở ngại. Thì bạn nên thử ra ngoài để có thể khắc phục tình trạng này. Việc không bắt được dữ liệu 3G, 4G có thể là do bạn đang ở ngoài vòng phủ sóng của nhà mạng. Thì cách khắc phục thứ năm là bạn nên khởi động lại điện thoại. Thì nếu thiết bị của bạn đang nhận 3G, 4G yếu hoặc là tự động tắt đi thì cách đơn giản nhất là bạn nên khởi động lại điện thoại của mình nhằm tắt tất cả các ứng dụng đang chạy và làm cho điện thoại của bạn kết nối lại từ đầu. Bên cạnh đó thì bạn cũng nên kiểm tra bảo đảm thẻ SIM của bạn vẫn còn đang hoạt động. Bạn cần chắc chắn rằng thẻ SIM của mình vẫn hoạt động bình thường mà không bị hư hỏng gì. Thì cách đơn giản để làm điều đó là bạn có thể gọi đến một số nào đó và nhờ họ gọi lại. Thì nếu trong quá trình thực hiện suôn sẻ thì SIM của bạn không có vấn đề gì. Còn nếu mà không thực hiện được các cuộc gọi thì có thể là SIM của bạn đang gặp vấn đề. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn số cách để kiểm tra và xử lý mạng 3G, 4G bị yếu trên điện thoại Android. Thì hy vọng sẽ giúp được các bạn trong quá trình mà xử lý khi mà điện thoại gặp mạng 3G, 4G bị yếu.